Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 2020. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật. Niệm đến cùng. Học đến tập 7. Năm nay nếu không nhừng thì bữa nay là mình tổ chức lễ viếng Đức Phật A Di Đà ở bên đạo tràng niệm Phật bên Đại Tùng Lâm. Và ngày mai là ngày 17 thì chúng ta tổ chức bên đây. Nhưng bị nhừng một tháng nên lùi lại. Ngày 16 chúng ta tổ chức bên Đại Tùng Lâm, ngày 17 chúng ta tổ chức lễ viếng Phật A Di Đà bên hộ pháp. Quý vị Phật tử nhớ là ngày âm lịch. Khắp nơi nơi chúng ta tổ chức về đây dự lễ vía của Đức Phật A Di Đà 2 ngày. Và hôm nay ở tại Thu Đình Hộ Pháp, bữa nay đám dỗ cụ bà mẹ của Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nên giờ này với nhà bếp đại chúng đang sắp xếp nấu ăn đồ, bữa nay chưa tăng ni về rất là đông. Và đạo tràng niệm Phật ở bên Đại Tùng Lâm mấy trăm cụ cũng qua đây. Vì biết rằng chúng ta đang ngồi đây và quý Phật tử khắp nơi nơi, mỗi tuần Chủ Nhật hay lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm với Phật A Di Đà, vì được về đây mình có một ngôi tam bảo để mà mình tu hành, cũng nhờ công ơn của những người đi trước. Những đức cũng nghe Hòa Thượng ngày kể lúc trước nơi đây rừng rú, cha mẹ cũng khai quang khu vực này rất là nhiều đất. Đất ở đây nhiều lắm quý vị. Ngày xưa đất của ông bà cụ ở đây tới mấy chục mẫu. Rồi đất này mới sau này để lại cho nhà nước thì người ta đưa tiền lại cho mình. Hòa Thượng dùng tiền đó mà xây dựng bên Đại Tùng Lâm rất là nhiều. Còn ở đây hiện tại 5 mẫu mà chùa Hộ Pháp ở đây. Giờ các cụ được ở đây tu hành mỗi ngày, một ngày tu 4 thờ. Rồi đại chúng khắp nơi nơi những ngày lễ vía quý vị về đây rất là đông. Cũng nhờ ông bà cụ khai quang khu vực này mà có được một mảnh đất Dạ Lam bây giờ. Rồi Hòa Thượng với tất cả những sư huynh trước thì xây dựng ngôi Dạ Lam ở đây. Nên là chúng ta nhớ ơn những người đi trước. Mỗi năm đến đám giỗ ông cụ bà cụ, chúng ta cũng niệm Phật, phóng sanh được, quý thầy tụng kinh được, niệm Phật rồi cũng hồi hướng cho ông bà cụ. Quý vị thấy rằng là có một người con mà đi tu, cái phước duyên lớn. Thí dụ như mình ở ngoài đời, khi cha mẹ mất có những người con không hiểu, mỗi năm đám giỗ là sát sanh hại vật, đâu có làm phước thiện gì đâu. Giống như Ấn Tổ ngày nói mà cha mẹ té xuống giếng mà con cái còn liện đá theo. Cái giúp của người thế gian họ không hiểu, giúp nhưng trở thành hại. Còn trong đạo quý vị coi tới ngày đám giỗ ông bà cha mẹ thì bắt đầu là tụng kinh niệm Phật, làm điều phước thiện lợi ích cho mọi người, để đem công đức này hồi hướng cho ông bà cha mẹ. Dù là ông bà cha mẹ có siêu thoát rồi, nhưng nhờ cái công đức niệm Phật
hồi hướng này nè, cái cảnh giới của người ta nó phát triển càng ngày càng tốt lên. Còn nếu như ông bà cha mẹ của mình mà chưa siêu thoát, mà mỗi năm mình còn sát sanh hại vật những ngày đám dỗ, rồi ăn nhậu có khi rầy rà nữa chứ. Cái này là cái mà ông bà cha mẹ đọa lạc càng ngày càng sâu, không có ngày được siêu thoát. Nên có một công đoạn trong kinh mà khi mà Đức Phật ngài cùng với tôn giả A Nan đi khắc thực, thì đi đến một đoạn đường thì thấy những con quỷ nó khóc lóc kêu gào. Thì tôn giả A Nan mới bạch cùng Đức Phật, vì sao có những loài quỷ khóc lóc kêu gào như vậy? Thì Đức Phật ngài nói, cứ đi một đoạn, đi một chút ta trả lời nha. Đi thêm một đoạn nữa thì thấy có một nhóm quỷ thì vui ca hát. Rồi xong rồi Đức Phật đến một cái chỗ có bóng cây mát, Đức Phật ngồi xuống. Đức Phật mới giải thích cho tôn giả A Nan rằng cái nhóm quỷ mà nó khóc la kia đó là ông bà có con cháu trên nhân gian mà lúc còn sinh tiền ông bà tạo nghiệp đọa vào trong những cảnh giới khổ đau này. Mà mỗi năm con cháu cứ là không có tụng kinh niệm Phật tu hành để hồi hướng, mà toàn là sát sanh hại vật để cúng kiến mỗi năm. Nên những loài quỷ này nó khóc lóc vì nó thấy rằng là cái cảnh giới của nó khó có được cái ngày mà được siêu thoát. Tại vì cứ xả cái nghiệp quả xuống hoài, làm sao mà được siêu thoát. Nên nó thảm thương vì cái thân khổ đau đó mà khóc lóc kêu gào. Còn những con quỷ mà cười vui vẻ kia là con cháu ở trên nhân gian biết tu hành, tụng kinh niệm Phật hồi hướng mỗi ngày, và những ngày đám dỗ thì tiếp tục tụng kinh làm thiện, phóng sanh, hồi hướng. Nên những con quỷ này được siêu thoát, nên vui mừng vì mình sắp sửa được siêu thoát. Khi mình nghe đến những công đoạn này thì quý vị biết rằng là bây giờ mình là con cháu mà mình muốn cầu siêu cho ông bà của mình đã mất đi, thì nhiều phương pháp, mà phương pháp niệm Phật này là hữu hiệu nhất. Mỗi ngày chính mình niệm Phật, mình sửa đổi lỗi lầm, chính mình làm thiện, hướng thiện, cầu giải thoát. Từ cái tâm này mỗi ngày là đang cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình đấy, quý vị nhớ. Rồi những ngày lễ dỗ thì chúng ta không bao giờ sát sanh hại vật, cũng như bữa nay đám dỗ của bà cụ, mẹ của hòa thượng. Quý thầy thì qua đây tụng kinh, đạo tràng thì hai bên niệm Phật hồi hướng, quý vị coi phước báo lớn biết bao nhiêu mà nói. Rồi cái mảnh đất của ông bà cụ khai quang ngày xưa bây giờ trở thành một ngôi giả la mà khắp nơi nơi nhiều người biết đến, lợi ích quá trời đó. Từ nơi đó mà cái công đức này lớn lắm quý vị. Quý vị phải nhớ nha, nơi nào mà xuất hiện một đạo tràng mà niệm Phật, nơi đó là địa phương có phước lớn, chắc chắn 100%. Quý vị thấy ở đây nè, ngày chủ nhật đồ này kia người ta tập trung về, người ta nghe pháp, người ta niệm Phật, người ta biết tu. Mà từ ngay những cái đạo tràng niệm Phật như vậy mà chúng ta đưa ra phương pháp tu, bây giờ thôi quá nhiều gia đình mà những thờ khóa sáng tối mà người ta áp dụng trong gia đình người ta. Từ một đạo tràng chính như vậy mà nó phát xuất ra rất nhiều những đạo tràng, mà mỗi một gia đình là đạo tràng, mà từng nào cũng tặng tượng Phật, mà bao nhiêu năm nay tặng tượng Phật mỗi tầng xuyên suốt. Bây giờ mỗi một gia đình phần nhiều người ta có tượng Phật thờ gia đình, và có những thờ khóa tu rất là vừa dặn, người ta có thể tu trong gia đình người ta. Mà rất nhiều gia đình bây giờ mỗi ngày sáng tối công phu, từ ngay những cái ngôi đạo tràng chuyên tu như vậy mà nó phát triển ra được nhiều nơi biết niệm Phật như vậy. Cái lợi ích này quá lớn. Mà nếu không có một ngôi chùa như vậy mà để chúng ta nương vào tu muốn hành đạo thì sao được quý vị? Thí dụ như bây giờ ngoài đời có những đạo tràng đi, mười mấy người khi quý vị tập trung tu mà có khi người ta còn đến hỏi thăm sức khỏe, đến hỏi han này kia, tại sao mình tập trung đông như vậy? Còn cái nơi đây quý vị coi, ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm thôi, nó tràn lan đại hải, người ta đông đúc như vậy, là nó có một ngôi giả lam như vậy, nhờ cái đức của hòa thượng. Từ nơi đó mà chúng sanh người ta được nhờ lớn như vậy quý vị. Ngày xưa những đức trên Đà Lạt, những đức thấy rõ ràng, mỗi lần mà lễ vía đồ hoặc là chương trình tu hành đông đúc là thấy người ta đến, người ta hỏi han.
Còn ở đây từ khi các cụ mà đến đây tới bây giờ là hơn 6 năm chờ, các cụ thấy không? Ngày nào cũng là ngày bình yên quý vị. Phật tử về đây tu hành, quý vị coi, vô cùng là bình yên. Chỗ ở phòng ốc đang qua, đây là nhờ cái duyên mà Hòa Thượng Ngài xây chùa rồi đầy đủ cái cơ ngơi cho mình tu. Còn bây giờ xuất hiện một đạo tràng niệm Phật bên ở bên kia nữa. Mà đạo tràng đó có lâu rồi, nhưng mà những đức muốn nói là trong một năm nay chúng ta sẽ sắp xếp ra một đạo tràng. Bây giờ số lượng Phật tử tu mỗi ngày cũng gần 300 người bên. Rồi nghe nói vài bữa nó Hòa Thượng Ngài khai móng, Ngài xây thêm một cái chánh điện mà niệm Phật và mở ra một đạo tràng. Là Hòa Thượng, nếu mà thêm một đạo tràng niệm Phật này nữa là Hòa Thượng ba đạo tràng niệm Phật. Một nơi này mà ba điểm ba đạo tràng niệm Phật và nuôi người già một ngày tu bốn thờ, quý vị thấy cuộc đời vô cùng là có ý nghĩa. Vừa chính mình có thể tu được và có thể giúp người ta tu được. Nên cái công đức của Hòa Thượng lớn là quý vị coi, có tâm nuôi người già niệm Phật, rồi có một ngôi chùa nuôi con nít, nuôi con nít cũng là ngôi chùa hộ pháp bên Tóc Tiên, hiện tại cũng nuôi đâu gần 50 cháu bên đó, nuôi những trẻ mồ côi. Từ nơi đó mà quý vị thấy rằng mình nghe được Phật pháp rồi, mình thấy rằng cuộc đời nó có ý nghĩa vô cùng. Nên sáng hôm nay những đức ngồi nói chuyện với vị một chút, xong chúng ta ra ngoài làm lễ phóng sanh. Chúng ta nguyện đem cái công đức mà toàn thể đại chúng tu nè, rồi công đức phóng sanh, chúng ta hồi hướng cho cụ ông cụ bà. Có nghĩa là con người mình ăn trái nhớ kẻ trồng cây, vị uống nước thì nhớ nguồn chứ. Những đức đi đến đây hành đạo được cái duyên và được một ngôi tam bảo gì để mình cư trú ở đây, mình ở, mình hướng dẫn người tu, đều là nhờ ơn của những người đi trước. Mình nhớ ơn, đền ơn là chân thật cố gắng tu hành, hướng dẫn người khác tu hành. Nên Hòa Thượng Ngài vui lắm quý vị. Năm nay Hòa Thượng 80 tuổi, vui vô cùng. Những đức thấy cái sắc diện Hòa Thượng mình bây giờ còn đẹp hơn lúc những đức mà mới xuống đây mà hơn 6 năm về trước. Lúc đó Hòa Thượng không đẹp bằng bây giờ. Có nghĩa là càng già càng vui vẻ. Vì thấy cái gì? Thấy đạo tràng niệm Phật, người ta tu hành và thượng vui. Nên chúng ta làm con, làm sao để cho cha mẹ được vui lòng? Chúng ta sống tốt, sống lành mạnh, sống có ý nghĩa. Cha mẹ sinh con, cái mong cầu của cha mẹ lớn nhất là con của mình sống có ý nghĩa, sống có đạo đức, có thể làm những việc có lợi ích cho mọi người, cho xã hội. Đây là báo ơn từ cái tâm của mình dành cho cha mẹ. Cái tâm nó đã vui rồi, tức khắc cái thân nó khỏe, và con người tự nhiên nó phóng phán, thoải mái vô cùng. Cho nên đạo tràng ở đây, lâu lâu Hòa Thượng cứ hỏi thăm mấy bà cụ, bà ở trong đạo tràng, bà tu bà khỏe không này kia. Những đức nói, mấy cụ vui lắm Hòa Thượng ơi, trong tâm các cụ thoải mái lắm luôn. Trong tâm các cụ thấy rất bình yên khi tuổi già có một nơi ở gì, thấy vừa lòng lắm rồi. Nhưng mà những đức ở đây hướng dẫn gần gũi sát các cụ luôn. Những đức thấy các cụ mình, nhiều cụ mà về cái việc niệm Phật mà cuối đời được giải thoát, cái cơ hội cao, cơ hội rất là cao. Tại vì ở đây cứ là mòi hoài cái tâm lực cho các cụ tu hành giải thoát. Thêm cái là cái lợi thế rất lớn là các cụ không giữ điện thoại, không giữ tiền, không về nhà. Mà bây giờ các cụ đã được rèn luyện 6 năm nay, các cụ bây giờ các cụ phần nhiều là hình như đối với con cháu các cụ nhìn thấu rồi đó. Đối với con cháu bây giờ là các cụ nhìn thấu rất sâu sắc. Quý vị coi, hai đạo tràng niệm Phật của mình nghe quý vị, Tết tới nè là không có một ai về nhà ăn Tết hết. Không có nói cái chuyện gì nhà ăn Tết. Vì sao? Ăn Tết cái gì? Bây giờ ngôi chùa chúng ta như vậy là chúng ta đây là nhà mình rồi, vì nhà gì nữa? Cái nhà có lục đạo luân hồi, mình cứ quay quằn mãi khổ đau. Bây giờ mình được ở đây, con cháu mình lo đàng hoàng hết, xong cái trách nhiệm của mình rồi. Bây giờ mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, còn các cô các chú thì gia nhập vào ngôi nhà Tam Bảo, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, báo ơn báo hiếu cho cha mẹ. Nên đại chúng trong chùa không có một người nào mà nói cái chuyện mà hỏi những đức một câu nào mà nói rằng con muốn đi về nhà ăn Tết này kia. Mà mình ở trong chùa mình mà nói câu đó nghe nó kỳ cục lắm quý vị. Nên quý vị coi, hai bên đạo tràng là không bao giờ có cái chuyện
mà ai mà nói mà đi về nhà ăn Tết đi. Ngày mùng 1 Tết cũng là tu bình thường luôn, không có nghỉ một buổi nào hết. Quý vị biết rằng cái ngôi chùa mình nó ấm áp, nó vui vẻ là ngay chỗ nào? Là ngày nào cũng tu, Tết nhất cũng không nghỉ, chỉ đúng cái buổi sáng mùng 1 nghỉ một thờ, là cái thờ 8:30. Còn sáng sớm này vẫn tu à, sáng sớm này mùng 1 Tết vẫn tu. Mà tu xong nó sảng phái vô cùng. Quý vị Phật tử ở đây quý vị coi, quý vị tu xong buổi sáng quý vị đi một vòng xung quanh chùa, cảm giác trời nó thanh bình như thế nào. Mà cái từ trường này quý vị coi nội, mà cây cối hoa giấy nó nở thôi quý vị cũng thấy. Nếu cái từ trường nó không tốt làm sao mà những loài vô tình có cảm giác gì quý vị? Hoa mà nở quanh năm gọi là tình dữ vô tình, đồng viên chủng chí. Cái cảm giác của từ trường tốt từ con người, tâm người phát ra. Vậy mà cái từ trường ở đây cây cối, quý vị coi, hoa thôi nó rộn ràng, mà chim chóc nó tập trung gì nó hót ca nha. Khi buổi sáng mà tu xong rồi mình đi một vòng xung quanh chùa, mình cái cảm giác nó cảm giác thanh bình lắm quý vị. Nên từ nơi đó mà quý vị coi ngày Chủ nhật tại sao mà người ta đông đúc, trời ơi quá trời đông đúc, mà người gì là người ta lo tu hành vô cùng. Cái đạo tràng của mình nghe Phật tử người ta gì, người ta siêng tu lắm nha quý vị. Tại vì mình hướng dẫn người ta là điển hình là tu hành làm chính. Nên tất cả các cụ trong chùa bây giờ các cụ tập từ từ thành quen. Chứ ban đầu mà mới gọt điện thoại, mới gọt tiền á nghe, trời nó còn khó lắm, không giỡn đâu. Vì mà nó trải qua khoảng 2 năm trời nó mới quen được. Bây giờ chúng chùa mình là các cụ quen hoàn toàn. Nói gì cái chuyện mà con cái mà đến rủ về nhà này kia là mấy bà cụ có từ chối thẳng. Chứ hồi đó mà nó còn dây dưa nghe, còn bây giờ là ổn rồi đó. Đó có nghĩa là cái cơ hội giảng sanh các cụ lại rất cao, là ngay cái chỗ là cái tâm các cụ nó không bị cái tình ái nhiễm lôi kéo. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà quan trọng mà các cụ cơ hội giảng sanh cao. Còn nếu như mình mà tu hành mà cái tình cảm gia đình này kia mà nó buộc ràng mình, mà nó lôi kéo mình nghe con cháu cái này kia, hoặc gia đình cái gì cái tự nhiên mình như thế nào, mình buồn, mình lo, mình sợ, là tức khắc quý vị bị cái tình cảm ái nhiễm nó lôi kéo. Nên Phật nói là ái không nhiễm không sanh ta bà. Mình sanh ta bà này do ái nhiễm. Niệm không nhất không sanh cực lạc. Cái tâm mình mà không quy hướng niệm Phật để cầu sanh cực lạc thì đời này khó giảng sanh. Từ nơi đó mà các cụ được khuôn khép suốt như vậy, là nhờ có những ngôi đạo tràng như vậy mà chúng ta được như vậy các cụ. Nên mỗi ngày mấy trăm người cùng tu như vậy, cái đạo tràng nó ấm áp vô cùng. Nên những đức nói quý Phật tử khắp nơi nơi mà Tết nhất sắp xếp được, cứ về đây ăn Tết. Thật sự mà nói những đức rất là mong ở đây nó trở thành một đại gia đình. Quý vị coi, vô đây cộng tu hay thường trụ, chúng ta đều sống ăn uống y rang, không khác, không khác gì cả. Mỗi ngày sống rất bình yên, không lo nghĩ gì. Quý vị mà đi vô đây cộng tu một tháng, cầm tiền vô đây bao nhiêu là còn y nguyên. Từ khi là quý vị phóng sanh cúng dường Tam Bảo, chứ quý vị không xài một cắc bạc nào. Có nghĩa là có tiền đi tiền xe đến đây thôi, không cúng dường Tam Bảo cũng được, chỉ cần ở đây niệm Phật là được. Cái chấp hành nội quy trong chùa là đủ. Không có nói là cúng dường cái gì, chỉ cần quý vị cúng dường câu Phật hiệu mỗi ngày niệm Phật là được. Ở đây là nói xác thực 100% luôn. Còn nhận người già, những đức nói mạnh dạn một câu là không có cái chuyện nhận người già mà nhận tiền. Cái chuyện các cụ cúng dường Tam Bảo là tự bỏ thùng Tam Bảo thôi, chứ không có nói chuyện mà nhận một người già phải cúng bao nhiêu tiền, như tiền không có nghe. Ở đây những đức đưa lên quy định cho các anh em bên kia làm việc cũng vậy, đạo tràng bên kia cũng vậy, mấy anh em làm việc y rang. Có nghĩa là nhận người không nhận tiền, nhận tiền không nhận người. Cái kiểu mà đến mà muốn ở mà trước nhất đưa tiền là nói thôi bà cụ cầm tiền về đi, được rồi đó. Bà muốn ở thì bà cứ hỏi cái nội quy để bà sống, rồi bà ở bà tu. Còn tiền bà muốn cúng dường bà cứ bỏ thùng Tam Bảo, cái đó là tự bà phát tâm, cái chuyện của bà. Chứ không có cái chuyện mà đang nhận bà mà bà đưa tiền ra, khó sắp xếp bà lắm. Đây là kinh nghiệm rồi đó. Nên từ nơi đó mà tất cả chúng trong chùa mình nghe, không có cái chuyện nói rằng người này tiền bạc cúng nhiều cúng ít, hoặc là người này dữ dằn ăn hiếp người này người kia, không có. Ở đây mà những đức mà nói mà cái chuyện mà người nào mà ở đây mà ăn hiếp nghe là chết. Không có cái chuyện này xảy ra. Không có cái chuyện mà người trong đây mà người nào mà nói mà tôi sắp xếp công việc lao nhà, sắp xếp chỗ ngủ mà đi đến đây cộng tu mua quà cáp. Quý vị Phật tử, người nào mà những đức biết mà như vậy, hoặc người nào mà nhận như vậy là người đó là có nghĩa là ở đây không bao giờ chấp nhận quý vị vô đây ở tu luôn đó. Tại vì sao? Nó không có cái lập trình này. Chùa mình là ăn uống là cùng ngồi ăn uống chung hết à.
tới giờ là xuống ăn cơm. Như sáng nay là chúng ta xuống ăn cháo là chúng ta xuống ăn cháo à. Tại vì 9 giờ mình ăn uống rồi, nó nên ăn cháo nhẹ, ăn cho dẹp dọn cho nó gọn chút. Bữa nay chư tăng ni đồ về rất đông nè, đại chúng trong chùa, tất cả các cụ, các thầy, các chú, những đức bố trí công việc đâu vào đó hết trơn rồi đó. Còn tất cả các cụ khi gặp bất cứ một vị thầy, một người xuất gia nào tu lâu tu mau kệ người ta, các cụ cứ gặp người ta hay bạn đồng tu cứ gặp nhau là chắp tay A Di Đà Phật, cứ là cúi đầu A Di Đà Phật, gặp nhau cứ tập như vậy đi. Mình vừa niệm được câu Phật hiệu, mà câu Phật hiệu mình vừa gieo cho người ta nữa, người ta chào mình lại là A Di Đà Phật, hai bên đều có công đức. Mình gặp người xuất gia mình cứ chắp tay A Di Đà Phật, cứ cúi đầu cứ như vậy mà niệm. Người ta có chào mình không chào mình kệ người ta. Còn khi mình đang ngồi ghế gặp người xuất gia đi ngang là còn khoảng 2-3 thước tới mình là mình đã đứng lên, chắp tay ngang ngực gì nè, cúi đầu chào. Người ta vừa qua mình khoảng 2-3 thước là mình ngồi xuống ghế lại. Cứ làm đúng như vậy đi là người ta không có chê trách mình đó. Nên Hòa Thượng ít bao giờ ngày qua đây, tại công việc của ngài rất là nhiều việc mà bên đây giờ rất ổn định. Hòa Thượng cứ để cho cái đạo tràng ở đây hoạt động tu bình thường, ngày ít bao giờ qua đây. Lâu lâu Hòa Thượng mới qua một lần. Cái công sức của người xây chùa mình mới có cơ ngơ gì quý vị. Một căn nhà mình xây còn khó khăn, không chi là một cơ ngơ như vậy. Trời ơi, một cảnh quan nó đẹp mà nó gọn ghẽ đâu vào đó hết. Từ khi những đức xuống đây là nó đã có sẵn gì à. Mình chỉ là người sơn phết và dọn dẹp thôi, chứ mình không có làm được cái gì chứ. Nên lâu lâu Hòa Thượng ngày về đây, tất cả các cụ khi mà 7 giờ sáng, chắc 7 giờ sáng Hòa Thượng ngày có đây, các cụ đại chúng cứ là qua bên cái chỗ này nè, khu tăng này nè, khu tăng nè đó, qua bên đó đến chào Hòa Thượng, chào Hòa Thượng cái lễ quý vị. Nhớ công ơn người xây chùa cho mình có nơi ở để tu hành. Nên chùa mình có bài kệ á, chùa là tổ ấm ta về, chung tay xây đắp chẳng nề hà chi, công phu công quả hộ trì, già lam hưng thịnh phước gì lớn hơn đó. Rõ ràng cái ngôi chùa là tổ ấm ta về, mà bây giờ chùa là thập phương bá tính người ta bỏ tiền ta xây, Hòa Thượng là người đứng ra xây nơi tổ ấm ta về. Bao nhiêu mảnh đời khổ đau hoặc là giải quyết không được nội tâm khổ đau người ta về đây vì coi quá trời đông. Nó Hòa Thượng ngày xây lên cái nơi giả lam như vậy nó được lợi ích đó. Nên bây giờ ngày mà lâu lâu ngày về, tất cả các cụ qua, sáng nay khoảng 7 giờ các cụ cứ qua bằng áo chàng chứ qua chào Hòa Thượng một cái, chút xíu không có gì hết. Nhưng mà cái đó là cái lễ phép của mình, người học trò, người đệ tử các cụ, quý thầy rồi những đức sắp xếp. Những đức lúc trước những đức cũng quên cái vụ này đó, bị gầy một lần những đức nhớ quý vị. À, cả những đức mà nhiều khi nghĩ rằng công việc lưu bu mà mình khi Hòa Thượng về rồi xong cái đầu mình đến mình chào Hòa Thượng thôi, có khi các cụ đồ có nghĩa là làm việc này việc kia lưu bu hoặc lên chánh điện tu đồ đó, có khi có thời gian lúc trước các cụ mình không qua chào Hòa Thượng, Hòa Thượng nhắc nhở mình. Nhắc nhở đây không phải Hòa Thượng cầu cái chỗ đó, nhưng mà muốn cái người học trò, cái người đệ tử phải biết cái lễ phép. Trong trường học á, để cái dòng chữ á, trước học lễ sau học văn. Vì sao bây giờ chúng ta mà học đạo không thành công quý vị? Vì bỏ lễ mà học văn trước. Văn mà phát triển trước mà không có lễ thì tức khắc kiêu ngạo ngã mạn. Lễ mà đi trước rồi tới học văn là con người này sẽ đầm tính, sẽ tiếp nhận được giáo pháp. Nhớ, cái lễ phép còn gọi là cung kính. Nếu không có tâm cung kính sao học đạo? Từ nơi đó dù chúng ta có tâm cung kính từ tâm cũng được rồi, nhưng mà mình phải hiện cái tướng ra để cho làm gương, để cho những người khác học theo các cụ. Nhớ đó. Đó là cái điều những đức nhắc nhở. Khi chư tăng ni về chùa ngày Chủ nhật hay bất cứ những ngày gì nè, chúng ta là hàng Phật tử gặp cái chắp tay cúi đầu. Khi mà 8-9 giờ đó, quý thầy, quý hòa thượng tụng kinh đồ xong hết qua bên nhà ăn, chúng ta lúc đó các cụ đang ngồi trong nhà ăn sẵn hết, thì bắt đầu chư tăng ni vừa phớt đến mình nguyên đạo tràng đứng lên. Đó là cái lễ phép. Khi người ta vô người ta ngồi hết trong nhà ăn thì lúc đó mình ngồi xuống. Đó có nghĩa là mình phải làm sao mình là hàng cư sĩ mà mình có cái tâm lễ phép, mình vẫn là người tu thành tựu con đường giải thoát của mình. Nhớ ơn đền ơn. Nên những đức nói các anh em rằng những đức đi đến đây á, coi cha mẹ Hòa Thượng
dòng họ Hòa Thượng như dòng họ của mình. Mình hết lòng, nhiệt tình, không có một chút từ nan gì cả. Nhưng Đức cũng rất mong đại chúng mình như vậy. Nên các cô hồi tối nấu ăn đồ, sắp xếp đồ, quá trời luôn. Cái nội bộ làm việc nhiệt tình, có nghĩa là ngôi chùa chúng ta mấy trăm người này đều hết lòng chung tay nhiệt tình với nhau. Có nghĩa là như một đại gia đình để mà sắp xếp lo lắng, chứ không có nói rằng đây là chùa của ai hết. Có nghĩa là mình là người ở đây là hết lòng. Phật tử gì đây tu dù là một ngày đi chăng nữa, mình cứ nghĩ rằng đây là mình có trách nhiệm để mà mình lo lắng cho cái ngôi Tam Bảo đây. Cái tâm này, cái phước đức nó lớn dữ lắm quý vị. Ai biết được mai mốt biết đâu mình già, mình vô đây mình mắc ở đây thì sao? Vì chùa phòng hộ niệm đây mà. Quý vị đi đến đây cộng tu hoài ai biết được. Tự nhiên quý vị đi đến đây cộng tu, cái thọ mạng đến yếu yếu, những đức đưa vô phòng hộ niệm, hộ niệm thì là mắc ở đây chứ sao? Đó. Nên có nhiều cụ đến đây cộng tu mà mắc trong chùa mà. Ở bên kia bạn có bà cụ này, 16 ngày nay bà không ăn uống một miếng nào hết. 16 ngày không ăn, uống nước miếng thôi. Uống nước miếng. Đúng là cái người niệm Phật lạ lùng thì quý vị. Không ăn gì, chỉ có uống nước một chút 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 thôi. Vậy quý vị, mà cái sắc diện của bà hôm qua nhà Đức qua bển thăm, trời ơi, bà ngồi bà niệm Phật, bà nói tâm tư con bây giờ thoải mái lắm thầy ơi, không còn vướng bận gì nữa cả. Con nghe lời của thầy dạy, chư tổ dạy là người niệm Phật khi bệnh đau cứ thật thà niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết thì được Phật Di Đà tiếp dẫn. Con bây giờ con không lo nghĩ gì hết. Bây giờ 16 ngày nay con không ăn gì, chân bây giờ nó sưng lên hết rồi, nhưng mà có cái là cơ thể không đến nỗi đau đớn gì. Con cứ ở đây con niệm Phật tới cùng vậy đó. Nếu Phật đến rước con đi liền, còn nếu thọ mạng con còn, con khỏe mạnh, con tiếp tục tu không gì hết. Trời ơi, đúng là nó đặc biệt thiệt quý vị ơi. 16 ngày rồi không ăn gì hết, chỉ có dùng miếng nước thôi, ngồi niệm Phật, sắc mặt rạng rỡ, vui vẻ, thoải mái, không lo âu gì. Những đứa hỏi bà còn bận tâm cái gì, mà nó không còn cái gì bận tâm nữa cả. Nó thấy không, tất cả các cụ trong chùa mình phần nhiều là như vậy, mà không còn cái gì bận tâm nữa hết. Trong phòng đúng một cái tủ nhỏ để một hai bộ đồ, một cái giường nằm, chiếu gách thì mua chiếu, mền cũ thì mua mền, gói cũ thì mua gói, đồ cũ thì mua đồ, may đồ cho bạn, ăn thì lo ăn uống, mắt thì hòm gương lo hết, không cần bận tâm để tiền bạc gì. Quý vị coi, đây là tiêu chuẩn niệm Phật giảng sanh mà không bận tâm. Đúng những đức nói các cụ mình là đại phước báo. Bây giờ có nhiều người già ngoài đời, người ta nào là chuẩn bị tiền dưỡng già dưỡng bệnh, mà phần nhiều là dưỡng bệnh. Có đồ ăn ngon là bán, có cái của cải bán để dành tiền cái gì, đi mua thuốc, đi khám bệnh. Còn bây giờ các cụ đây không khám bệnh hoạn gì, không uống thuốc men gì, mà sống khỏe khoắn niệm Phật. Trời ơi, đây là phước rồi còn gì nữa các cụ. Không có tiền trong túi mà mỗi ngày có người lo hết. Cái phước này chỉ có người niệm Phật mới đặc biệt có được như vậy thôi. Đó. Nên đạo tràng mình mà những đức chỉ cần nêu như vậy thôi. Người khắp nơi nơi người ta nghe, người ta cũng ngưỡng mộ cái tâm niệm Phật nữa. Người ta muốn niệm Phật nữa. Là mình muốn nêu lên chỗ này là quý vị biết rằng cái người có phước niệm Phật được như vậy đó. Đó. Nên tất cả các đạo tràng nha, mười mấy hai mươi người tu cố gắng dụng công hai thờ ổn định, mỗi ngày kiên nhẫn nửa tiếng này mà bổ túc cái tâm niệm Phật của mình. Cứ là câu Phật hiệu này nắm cho chắc đi quý vị, nắm cho chắc đi. Những đức nói hoài 11 năm nay những đức chỉ có niệm Phật. Trời ơi, cái công đức niệm Phật này bất khả tư nghì, chỉ có người niệm Phật mới cảm giác được. Nó lợi ích không tưởng tượng được quý vị ơi. Con người mỗi ngày nó vui vẻ vô cùng, mỗi ngày nó vui vẻ, nó bình an vô cùng. Trời ơi, cái công đức niệm Phật mà mới có được như vậy nè. Đó, nên á, quý vị Phật tử khắp nơi nơi cố gắng niệm Phật. Khi chúng ta bỏ báo thân này, đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. Dạ, A Di Đà Phật. Quý vị chắp tay hồi hướng, xong rồi chúng ta ra ngoài làm lễ phóng sanh nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 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 Nam mô 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật. A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.